Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 11 năm 2016, từ sân bay Cát Bi, Hải Phòng đã có thêm đường bay thẳng đến thành phố Bangkok của Thái Lan. Với vị trí là hai thành phố lớn của Việt Nam và Thái Lan, việc mở đường bay trực tiếp giữa Hải Phòng và Bangkok đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển giao thương và du lịch của hai địa phương nói riêng và của hai đất nước nói chung. Là một đất nước có ngành du lịch phát triển và hoạt động hiệu quả, cách làm du lịch của Thái Lan sẽ là những kinh nghiệm tham khảo hữu ích với hoạt động du lịch của Việt Nam nói chung và với Hải Phòng nói riêng. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chương trình Câu chuyện Kinh tế tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thái Lan là một quốc gia nằm ở vùng Đông Nam Á, có diện tích 513.000 km², lớn thứ 50 trên thế giới và dân số khoảng 67 triệu người, đông thứ 20 trên thế giới. Với gần 95% số dân theo đạo Phật, Thái Lan là một trong những quốc gia Phật giáo lớn nhất thế giới. Chính vì vậy, các công trình kiến trúc mang đậm màu sắc tôn giáo cũng tạo nhiều ấn tượng và tình cảm trong lòng du khách khi đến với đất nước của những chiếc áo cà sa. Chùa Phật Vàng nổi tiếng tọa lạc tại thủ đô Bangkok là một điểm đến hấp dẫn với bất kỳ du khách nào đã đặt chân đến đây. Tôi rất ấn tượng với bức tượng Phật bằng vàng và khi được nghe câu chuyện về quá trình tìm ra bức tượng Phật này, tôi thấy rất thú vị. Nói về những điểm tham quan hấp dẫn mang đậm màu sắc tôn giáo, ở cách thành phố du lịch Pattaya khoảng 15 km, có hình ảnh một bức tượng Phật đang ngồi thiền được tạc trên một vách núi hùng vĩ giữa trời, gọi là Chân Bảo Phật Sơn. Để tạo nên được bức tượng độc đáo nhất này của Phật giáo Thái Lan, mới đầu người ta dùng tia laser khắc hình lên vách núi, sau đó dùng vàng dát vào những đường viền tỉ mỉ tinh xảo, khiến bức tượng Phật trở thành một tuyệt tác cả về mặt tâm linh lẫn nghệ thuật. Bên cạnh những điểm tham quan về văn hóa, tâm linh độc đáo và ấn tượng, đất nước Thái Lan còn hấp dẫn du khách bởi rất nhiều các tuyến điểm du lịch phong phú và đa dạng khác. Đi thuyền trên sông Chao Phraya, khám phá thủ đô Bangkok với những hình ảnh hòa quyện của sự hiện đại, cổ kính lẫn đời thường. Ghé lại một ngôi chùa nhỏ bên cạnh sông, ngắm nhìn hàng triệu những chú cá da trơn lèn chặt cả khúc sông và tự mình cho cá ăn bánh mì. Thưởng thức những màn biểu diễn hay trải nghiệm các trò chơi tại vườn thú Siraksha Tiger Zoo, tham quan bảo tàng tranh 3D đầu tiên và lớn nhất ở Thái Lan, với hàng trăm không gian 3D kỳ ảo từ thời nguyên thủy tới hiện đại. Thích thú với ngôi nhà của tỷ phú Baan Sukhawade được xây dựng tráng lệ và nguy nga bên bờ biển với quần thể kiến trúc hài hòa, đem lại triết lý nhân sinh và tâm linh sâu sắc. Hòa mình cùng nhiều hoạt động giải trí, điểm vui chơi náo nhiệt ở thành phố biển Pattaya và thỏa sức mua sắm tại các trung tâm thương mại, các khu chợ. Bên cạnh sự đa dạng phong phú về loại hình sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch của Thái Lan cũng nhận được sự hài lòng của du khách. Hệ thống khách sạn lưu trú và nhà hàng từ cao cấp đến bình dân, từ quy mô nhỏ đến lớn đều đảm bảo tiêu chuẩn để phục vụ theo nhu cầu của du khách. Đặc biệt ở Thái Lan, có những nhà hàng quy mô rất lớn, cùng lúc có thể phục vụ tới 3.000 thực khách đến từ những nền văn hóa khác nhau. Nhà hàng của tôi có khoảng 1.000 nhân viên, mỗi ngày đón từ 6.000 đến 8.000 du khách đến từ các nước khác nhau. Chúng tôi rất chú trọng đến hoạt động marketing bằng cách giới thiệu tiếp thị trực tiếp đến các công ty lữ hành và chúng tôi thường giảm giá cho các đoàn đông người. Ở đây, chúng tôi sản xuất luôn thực phẩm để cung cấp nguồn cho bộ phận nhà hàng, đảm bảo được thực phẩm ngon và sạch. Khách hàng thường có phản hồi tốt, mặc dù rất đông nhưng chưa thấy ai phản nàn. Một yếu tố quan trọng và cấu thành nên chất lượng của hoạt động du lịch đó là con người. Không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan còn được du khách đặt cho tên gọi là đất nước của những nụ cười. Người dân Thái Lan có ý thức làm du lịch rất cao và rất hiếu khách. Dường như mỗi người đều có ý thức phát triển du lịch mang tầm quốc tế cho đất nước mình. Du lịch Thái Lan cũng nói riêng cũng như là người Thái nói chung thì đã có một sự thống nhất ngay từ có cái chính sách là nhà nhà làm du lịch và người người làm du lịch và họ có một cái sự chỉ đạo rất là tốt cũng như là đào tạo nghiệp vụ và đặc biệt nhất là cái chính sách cái cách làm du lịch đi sâu vào từng người dân. Nếu dựa trên 6 tiêu chí chủ yếu là tính hấp dẫn du khách, bao gồm phong cảnh, sự lôi cuốn, sống động, văn hóa và truyền thống, thực phẩm và tiện ích mua sắm, sự thân thiện, những giá trị du lịch và mức độ hài lòng của du khách với số tiền bỏ ra khi đến, có thể nói du lịch Thái Lan đã đáp ứng được hầu như tất cả các nhu cầu mong muốn của nhiều đối tượng du khách.
Sản phẩm phong phú, dịch vụ chất lượng, người dân thân thiện, đó là những nét chính của du lịch Thái Lan. Chiếm được thiện cảm và sự hài lòng của du khách, hoạt động du lịch Thái Lan đã mang lại một nguồn thu đáng kể cho đất nước này. Bế và cho hổ ăn, trải nghiệm diễn ra khoảng chừng chỉ 1-2 phút với số tiền tương đương với 200.000 đồng Việt Nam. Tuy không phải là số tiền ít so với một chiếc vé trải nghiệm như thế này, nhưng các du khách khi đến vườn thú Sriracha Tiger Zoo vẫn rất thích thú và hào hứng tham gia. Tạo ra những hoạt động trải nghiệm mới lạ, kích thích sự tò mò, ưa khám phá của du khách, du lịch Thái Lan lôi cuốn du khách một cách rất tự nhiên và tình nguyện. Nhiều du khách, mặc dù chi tiêu khá nhiều, vẫn có được một cảm giác thoải mái khi chia sẻ cảm nhận về đất nước này. Họ nói giá cả là nói thật, chứ họ không có nói thét. Mô hình du lịch ở Thái Lan họ trên tinh thần là khai thác triệt để tất cả cái đam mê của du khách đến. Họ có thể kinh doanh nhưng mà thực chất họ kinh doanh không vì lợi nhuận nhiều. Và họ không phải là người mà tận thu lợi nhuận của khách. Đấy là cái mà mình có thể nghĩ là du lịch Thái Lan chắc là đấy chính là cái lý do mà họ thu hút khách đến du lịch ở nước họ rất nhiều. Ước tính mỗi năm, Thái Lan đón và phục vụ hơn 30 triệu lượt khách nước ngoài. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2,3 nghìn tỷ bạt, tương đương với 64 tỷ đô la Mỹ. Du lịch được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước này trong bối cảnh xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Cùng với sản phẩm phong phú, dịch vụ chất lượng, người dân thân thiện, để tăng hiệu quả cho hoạt động du lịch, Thái Lan rất chú trọng tới hoạt động quảng bá và tiếp thị. Nếu như Nhật Bản, Hàn Quốc sử dụng âm nhạc và điện ảnh như một công cụ để quảng bá cho đất nước, thì Thái Lan lại thực hiện khá hiệu quả các chiến dịch quảng bá xúc tiến thương mại ấn tượng, góp phần đắc lực cho sự tăng trưởng đột biến của lượng du khách nước ngoài. Nếu như năm 2005, số du khách nước ngoài đến với Thái Lan chỉ khoảng 13 triệu lượt, thì từ năm 2013, con số này đã tăng lên gấp đôi. Hiện nay, du lịch Thái Lan đang đẩy mạnh các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, khuyến khích khách du lịch lưu trú dài ngày và mua sắm nhiều hơn. Thành công của du lịch Thái Lan là những kinh nghiệm tham khảo hữu ích cho du lịch của nhiều nước khác, trong đó có cả Việt Nam. Tận dụng cơ hội từ đường bay thẳng Hải Phòng-Bangkok để học hỏi và phát triển du lịch là một điều cần thiết của hoạt động du lịch Hải Phòng hiện nay. Chặt chém và trèo kéo, đó là những ấn tượng không tốt của du khách khi nói về du lịch Việt Nam hiện nay. Điều này không chỉ gây phản cảm với du khách nước ngoài, mà ngay cả du khách trong nước cũng khó chấp nhận. Cá nhân xuất phát từ người đi du lịch thực tế, thì mình nghĩ là chắc là đất nước mình cởi mở thì nhiều rồi, nhưng mà thay đổi những cái cách trèo kéo hoặc những cái cách mà để khách du lịch cảm thấy hài lòng hơn, đấy là cách mình nên làm. Vì là vui lòng khách đi, vừa lòng khách đi thì cái sự nhớ thương người ta sẽ ở gần hơn. Hy vọng là Việt Nam sẽ thay đổi rất nhiều. Trong một bài nói chuyện về phát triển du lịch Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng nêu ra 6 nỗi sợ của khách du lịch nước ngoài khi tới Việt Nam. Mà theo Phó Thủ tướng thì nếu chúng ta giải quyết được những vấn đề này thì không cần tốn tiền mà du lịch Việt Nam cũng lên. Theo Phó Thủ tướng, hai nỗi sợ đầu tiên là tình trạng làm giá, chặt chém, làm khách du lịch cảm thấy không được coi trọng, bị khinh thường. Thứ ba là sợ tình trạng ăn xin và ăn cắp vặt. Thứ tư là tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở tràn lan trên vỉa hè và đường phố, người bán bốc thức ăn bằng tay không. Thứ năm là việc người dân xả rác ra đường, nơi công cộng, các khu vệ sinh thì bẩn kinh khủng. Điều đáng sợ thứ sáu của khách du lịch nước ngoài, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, là người Việt Nam tuy cơ bản rất mến khách, nhưng cũng có những nơi có người không thể hiện sự tôn trọng khách. Có thể thấy rõ nhất là cảnh khi mua bán, nhiều nơi mời khách vào mua thì đon đả, nhưng nếu khách xem xong mà không mua là người bán thể hiện ngay thái độ thiếu tôn trọng. Đây cũng là những điểm yếu cần khắc phục của du lịch Hải Phòng hiện nay. Cái đầu tiên chắc có lẽ phải phụ thuộc vào cái nhân sự của Hải Phòng nếu để đón được khách du khách Thái Lan. Vì hiện nay tại thành phố Hải Phòng cũng như cuộc cụm du lịch Cát Bà, huyện đảo Cát Bà, cơ sở lưu trú thừa sức để đạt chuẩn để đón được khách quốc tế, đặc biệt là du khách Thái Lan. Nhưng về cái nhân sự chuẩn bị và nhân sự đặc biệt là nhân sự trực tiếp, những người phục vụ trong ngành du lịch như là dịch vụ nhà hàng và cái đội ngũ hướng dẫn viên cũng như là phục vụ cho trực tiếp cho du khách Thái Lan, thì ngay sở du lịch Hải Phòng vẫn phải tính đến và có lẽ là nên phải đón đầu. Thì hiện nay cái du khách Thái Lan mới có được bay và có thể trong 1-2 năm tới thì lượng khách từ Thái Lan đến với thành phố Hải Phòng sẽ là một cái bước đột phá cho du lịch Hải Phòng.
là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua, mặc dù đã có sự tăng trưởng, nhưng kết quả đạt được của du lịch Hải Phòng vẫn chưa được như kỳ vọng của lãnh đạo và người dân thành phố. Đường bay mới giữa Hải Phòng Bangkok nói riêng và sự hoàn thiện của các loại hình giao thông cũng như cơ sở hạ tầng của thành phố trong thời gian gần đây đang mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho sự phát triển của du lịch Hải Phòng. Để du lịch Hải Phòng có thể cất cánh, điều quan trọng là việc nắm bắt thời cơ và tận dụng cơ hội của những người làm du lịch Hải Phòng. Chương trình truyền hình Câu chuyện Kinh tế ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.